Thưa bác sĩ, người cao tuổi mắc bệnh cao huyết áp hơn 10 năm kèm rối loạn nhịp tim thì cần tiêm những vaccine gì để phòng bệnh và có lưu ý nào không? Rất mong được bác sĩ giải đáp ạ. Cảm ơn cái câu hỏi của bạn. Tức là hai cái vấn đề này nó phải rõ ràng ra. Có nghĩa là tăng huyết áp, có rối loạn nhịp tim thì coi chừng là nó đã biến chứng lên tim mạch. Thì bạn nên thăm khám một bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Và như tôi nãy tôi chia sẻ là bác sĩ người ta sẽ xác định đó là cái rối loạn nhịp tim đó là rối loạn gì, thì để có một cái biện pháp thích hợp. Ví dụ như những cái rối loạn nhịp tim có thể dùng thuốc, hoặc là những cái rối loạn nhịp tim có thể can thiệp bằng cái biện pháp khác, thì mình phải xác định đó là cái rối loạn nhịp tim gì. Còn cái chuyện mà tiêm chích ngừa thì hồi nãy tôi cũng có chia sẻ, thì bạn nên chích ngừa ngoài những cái chích ngừa thông thường viêm gan siêu vi, thì bạn nên chích ngừa các cái vấn đề khác, ví dụ như chích ngừa cúm này, chích ngừa phế cầu này, hoặc là như cái mùa dịch rồi thì mình phải chích ngừa COVID. Cho nên là như vậy là bạn quan tâm tới vậy là rất là tốt. Dạ.